chào bạn mình là hưng thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn học lập trình python bằng cái cốt láp của google thì để dùng cái cốt lắp của google nó lợi một cái là khi mà các bạn học python ấy, đấy mà các bạn cốt trên máy thường ấy thì các bạn phải cài cắm môi trường cho nó thì thằng cái thằng cốt của google thì nó bỏ qua cái việc đấy nó cài sẵn cho các bạn rồi các bạn chỉ cần lên trên mạng các bạn cốt thôi đấy thì các bạn nên google các bạn gõ cho mình cốt láp python này hoặc cốt láp cũng được Đấy sau đó kích một cái trang đầu tiên nhá là trang của thằng Google ấy. thì Nó sẽ ra là một cái Nó ra cái trang mới của thằng code lab cho các bạn đấy thì lúc này các bạn nhấn vào chữ là sổ tay mới đấy. Thì sẽ, lúc này thì Google nó sẽ tạo ra một cái file Python cho các bạn thôi đấy để các bạn code rồi ok thì ở chế trang này nhá Trang này thì đầu tiên các bạn có thể sửa cái tên của tên của cái uh, tên của cái file code của các bạn ở đây mình sẽ đặt tên là bài 1 đi bài 1 này hello world hello world hello world ok xong xong đấy xong ấy thì cái code các bạn viết ấy các bạn sẽ viết ở trên này và bấm một là bấm run hai là bấm control enter để nó sẽ chạy code thì ở bài này thì hướng dẫn các bạn là cái câu lại đơn giản nhất của thằng Python đấy đó là chính là cái câu print đấy là để in ra cái màn hình con sâu cho các bạn đấy đấy thì đây mình sẽ đây mình sẽ gõ này print t print t mở ngoặc đóng mở ngoặc đóng mở ngoặc mình sẽ viết hiện ra một cái chuỗi là hello world này hello w o r l d Ok rồi sau đấy mình bấm run này đấy thì các bạn mã của mình sẽ được thực thi đấy nó sẽ build rồi nó sẽ đi trong lúc này nó đang build cho các bạn và lúc đấy đợi các bạn đợi một chút thì nó sẽ hiển thị ra đó thì đây là cái màn hình đây là cái thằng đây là cái kết quả của cái chương của cái đoạn cốt này mình viết này ví dụ ở trên này mình thay đổi đi mình in ra tiếp này À, ở trên này ở trên Google nhé ở trên trên này thì nó cũng hỗ trợ các bạn đại khái là gợi ý cốt đấy thì các bạn có thể nhấn này đến căn chân cách để nó có nghĩa nó sẽ hiển thị ra những cái cái gợi ý cho các bạn đấy mở ngoài à hello umv đấy rồi xong bây giờ mình bấm căn chôn enter để là build và nó chạy cho mình đó thì ngay lập tức thì cái kết quả của mình nó sẽ hiển thị ở dưới ngay dưới này đó thì cái hàm print này Và nó dùng để thực thi là hiển thị lên cái màn hình con sâu Là chính là cái màn hình bên dưới này Ngoài ra nhé để tạo một cái chương trình mới các bạn kích vào cái đoạn mã cho mình Đấy kích đoạn mã cho mình Thì lúc này ở đây mình đã có một chương trình rồi Đấy thì dưới này lại mình sẽ tạo ra một đoạn mã và có một cái nó là có một cái chương trình khác ví dụ ở đây mình sẽ hiển thị này print t căn cách này. Đấy. À, chào thế giới đấy chào thế giới ok đấy rồi sau đấy mình bấm run thì lúc này nó lại build và nó lại hiển thị riêng dưới này cho mình thôi đấy các bạn có thể tạo nhiều đoạn mã này trên trên này cho các bạn nhé và được ở đây nó có một cái lợi thế là khi các bạn tạo ra được cái file cái bài bài này của mình rồi nhé file file code của mình ấy. các bạn vào trong google vào trong driver của các bạn thì sau đấy thì các bạn sẽ để ý các bạn sẽ thấy một cái thằng file code lab đây này. có file code lab lót này, đây cận mở đấy một cái folder thì các bạn sẽ nhìn thấy ngay lập tức đó chính là cái file code của các bạn nó được nó được tạo ra trong này ví dụ mình tắt thằng này đi chẳng hạn mình mở lên đây mở bằng Google Lab này đấy. đấy thì lúc này cái đoạn cốt của bạn đã, nó tại khái nó vẫn lưu đấy nó lưu đến khi là các bạn xóa đi thôi đấy, ok đó hoặc các bạn có thể hoàn toàn có thể chia sẻ cái link cốt này cho cho như nhiều cho nhiều người khác ấy. Ví dụ các bạn kích vào cái file này kích chuột phải vào này các bạn chọn cái nhận đường liên kết sau rồi sau rồi các bạn cả các bạn ở cái chỗ đoạn uh, cái mục mà những người có thể xem được ấy thì các bạn chọn bất kỳ ai cũng có thể vào được kết này đấy rồi các bạn có thể cho người ta xem người ta nhận xét người ta chỉnh sửa ta tùy các bạn rồi các bạn nhấn sao chép đường kết sao chép cái đường liên kết này. mình mở ra một tab khác này. mình sẽ mở một tab ẩn danh này. enter đó thì các bạn có thể nhìn thấy hoàn toàn có thể nhìn thấy là ở đây đấy đây là cái file code mà mình vừa mới code mình chia sẻ chia sẻ đây đấy và các bạn có thể cốt ở đây trong này đấy kiểu kiểu đấy ok đấy video của mình xin được dừng lại ở đây nếu các bạn có thắc mắc gì thì các bạn có thể comment ở ngay ở phía bên dưới cho các bạn